mới vào, chọn thành có khu vực rộng. Không, phải chọn địa hình phù hợp, vì trong Tam Quốc Chí 2020 đã tái hiện địa hình Tam Quốc chân thực nhất. Độ Khẩu, Quan Ải, Hiệp Đốc đều tái hiện như thật. Hãy nhanh chóng tải Tam Quốc Chí 2020, hãy cùng cảm nhận chiến trường Tam Quốc. Tam Quốc Chí 2020, Tam Quốc chân thực nhất.